Thưa quý vị, với sự chỉ đạo quan tâm sát sao của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, sự quyết tâm của các sở ban ngành và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn trong mục tiêu chung là khôi phục hoàn toàn ngành du lịch một cách bền vững. Du lịch Đà Nẵng đã có nhiều điểm sáng trong 9 tháng đầu năm 2022, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển du lịch trong những tháng cuối năm và năm 2023. Tại hội nghị triển khai kế hoạch ngành du lịch năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đề nghị ngành du lịch tiếp tục thực hiện khôi phục du lịch Đà Nẵng theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tôi đề nghị ngành du lịch, đặc biệt là sở du lịch, chú trọng khai thác thị trường khách nội địa, tổ chức các chương trình kích cầu du lịch, tích cực tìm kiếm các nguồn khách để triển khai có hiệu quả phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế nội địa. Sở du lịch cần theo dõi chặt chẽ kết quả đón khách quốc tế thí điểm để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố định hướng giải pháp phù hợp trong tình hình mới hiện nay. Tập trung công tác truyền thông xúc tiến quảng bá du lịch điểm đến Đà Nẵng, ưu tiên xúc tiến mở lại các đường bay quốc tế trực tiếp tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và một số thị trường mới, xúc tiến khai thác loại hình du lịch mai, du lịch gốc, du lịch ẩm thực. Theo đó, bên cạnh việc đảm bảo an ninh an toàn cho điểm đến, Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch xúc tiến quảng bá, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến thành phố trong năm 2022 với nhiều sự kiện hoạt động nổi bật, tạo ấn tượng mạnh với người dân và du khách. Điển hình một số hoạt động như là lễ hội khinh khí cầu, diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022, lễ hội du lịch Good Đà Nẵng 2022, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng Ironman 70.3, lễ hội âm nhạc và kết nối cộng đồng Refest 2022, giải đua thuyền sailing vô địch trẻ quốc gia, giải xếp các câu lạc bộ toàn quốc năm 2022. Đây được xem là một trong những chiến lược góp phần làm mới các sản phẩm du lịch Đà Nẵng. Tôi và bạn tôi lần đầu tiên đến với thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi thật sự bất ngờ về chương trình hôm nay vì đại nhạc hội kết hợp với màn pháo hoa được tổ chức dưới vòng quay mặt trời rất đẹp và lung linh. Đà Nẵng về đêm thật sự tuyệt vời. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng tôi cảm thấy Đà Nẵng thật sự đã hồi sinh, là một thành phố rất phát triển và hiện đại. Đây là lần đầu tiên mình tới Đà Nẵng, mình cảm giác là thành phố rất là đẹp này. Hôm nay đã có cái lễ hội Việt Nam Nhật Bản nữa, những cái gian hàng thì rất là nhiều cái trò chơi và những giới thiệu về văn hóa Nhật Bản rất là nhiều nữa, nên mình rất là thích. Bên cạnh đó, du lịch thành phố cũng tích cực đón các đoàn farm trip, road trip từ các thị trường khách truyền thống đến khảo sát như Hàn Quốc, Nhật Bản. Và mới đây nhất là chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo thành phố nhằm xúc tiến quảng bá hình ảnh và kết nối các đường bay Đà Nẵng, Ấn Độ. Với nỗ lực làm mới các sản phẩm du lịch và đẩy mạnh xúc tiến khách quốc tế, tính chung 9 tháng năm 2022, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 2.770.000 lượt, tăng 160,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 301.000 lượt, cao gấp 3,3 lần so với thời điểm cùng kỳ. Khách trong nước ước đạt 2.470.000 lượt, tăng 154,6% so với cùng kỳ. Số ngày lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm tính chung là 2,36 ngày trên một lượt. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 13.644 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm 2021. Khi khách sạn mở cửa hoạt động trở lại để đón du khách thì cùng với việc là cải tạo tăng trang cái cơ sở vật chất thì bên cạnh đấy thì Rise Mall tập trung rất là nhiều cái việc training và đào tạo. Cái chất lượng dịch vụ chuẩn 5 sao thì bên mình rất là chú ý. Cho nên là cái điều đấy nó cũng làm hài lòng khách rất là nhiều. Đặc biệt hơn, Đà Nẵng đã tiếp tục được vinh danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á năm 2022 tại lễ hội trao thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022. Giải thưởng chính là động lực quan trọng và ý nghĩa đối với ngành du lịch Đà Nẵng sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời là cơ hội vàng để quảng bá hơn nữa hình ảnh du lịch Đà Nẵng. Có thể nói đây là một cái giải thưởng rất danh giá cho Đà Nẵng. Và chúng ta là lần thứ hai chúng ta đạt được là cái điểm đến hàng đầu châu Á về sự kiện lễ hội. Và nó đúng với cái chủ trương của thành phố cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong cái việc xác định cái du lịch MICE là một trong năm cái trụ cột sản phẩm của thành phố.
chúng ta đã kiên trì cái định hướng này từ rất nhiều năm. Chúng ta đã hình thành được cái hệ sinh thái sản phẩm rất phù hợp, rất tốt cho cái du lịch MICE. Thì với cái sản thương này, chúng ta sẽ một lần nữa khẳng định cái vị thế Đà Nẵng trong cái thị trường đón khách MICE của cả nước cũng như khu vực. Bên cạnh nhiều tín hiệu khởi sắc trong hoạt động ngành du lịch Đà Nẵng trong 9 tháng năm 2022, thì hiện nay du lịch Đà Nẵng vẫn còn khó khăn lớn, chính là thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ, chủ yếu tại các khách sạn tiêu chuẩn 4 sao trở lên. Nguyên nhân của sự thiếu hụt này là do sau đại dịch COVID-19, phần lớn nhân lực có trình độ chiều hướng tìm kiếm các công việc có tính ổn định. Để ngày càng thu hút đông đảo lượng du khách đến với Đà Nẵng, thành phố cần có chính sách hỗ trợ đơn vị du lịch trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp cùng các đơn vị đưa ra các chủ trương, chính sách nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực có trình độ cao đang làm việc trong ngành kinh tế, được coi là mũi nhọn này.